thông, tôi sẵn sàng hủy bỏ lời yêu cầu bồi thường về tài chính và tiền bạc. Tôi chỉ cần lấy lại lời xin lỗi trực tiếp từ bà Hằng dành cho tôi trước tòa và trước truyền thông. Tôi không có yêu cầu bồi thường, mong có được khoan hồng cho bà ấy cũng như tất cả các bị hại. Chỉ là đối thủ thì tôi mong được trả lại danh dự cho tôi bằng lời xin lỗi. Bị cáo đó ở tù 18 tháng hả? Bộ cáo đó là một cái giá bị cáo đã trả quá đắt rồi. Anh ra kêu bị cáo xin lỗi một lời xin lỗi không có làm gì, nhưng mà bị cáo cảm thấy bị cáo đã trả giá quá đắt trong 18 tháng rồi. Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân vào ngày 21 tháng 9 năm 2023, các cá nhân bị bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam xúc phạm là ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vi Oanh đều không yêu cầu bồi thường nhưng đề nghị bà Nguyễn Phương Hằng xin lỗi tại tòa. Và tạo cho tôi những cái tổn thương và tổn thức về tinh thần, về sức khỏe và vì tính danh dự, với những lời lẽ lăng mạ lạnh nhục tôi là người công chúng, và uy tín của tôi bị chà đạp một cách rất là khốc liệt, tới ảnh hưởng tới giờ phút này cũng còn, và ngay cả kinh tế những hợp đồng của tôi cũng bị gián đoạn so với những gián đoạn. Nhưng đối với tôi, kinh tế tôi có thể lặp lại được, nhưng danh dự con người và uy tín tôi đã bị chà đạp một cách rất là tàn nhẫn. Chính vì thế tôi cần cái danh dự để trả lại cho tôi cái sự trong sạch đó. Những gì 200 năm nay tôi đã tạo dựng với công chúng, với truyền thông, tôi sẵn sàng hủy bỏ lời yêu cầu bồi thường về tài chính và tiền bạc. Tôi chỉ cần lấy lại lời xin lỗi trực tiếp từ bà Hằng dành cho tôi trước tòa và trước truyền thông đó. Tôi xét thấy việc xử lý hình sự đối với bà Hằng cũng đã đủ để cảnh tỉnh, và tôi tin rằng ai cũng có những lần sai, chỉ cần người nhận thức và biết thay đổi. Tôi không có yêu cầu bồi thường, mong có được khoan hồng cho bà ấy cũng như tất cả các bị hại. Chỉ là đối thủ thì tôi mong được trả lại danh dự cho tôi bằng lời xin lỗi. Sau lời trình bày của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Vi Oanh, chủ tọa hỏi bà Nguyễn Phương Hằng rằng có xin lỗi tại tòa hai cá nhân được không? Bị cáo Hằng trả lời bản thân cũng bị xúc phạm, cũng chịu tổn thương và cho rằng bản thân đã phải trả giá quá đắt. Có thực hiện việc xin lỗi với người bị tố cáo không? Dạ, bị cáo đó ở tù 18 tháng rồi. Bộ cáo đó là một cái giá bị cáo đã trả quá đắt rồi. Thành ra khi bị cáo xin lỗi một lời xin lỗi không có là gì, nhưng mà bị cáo cảm thấy bị cáo đã trả giá quá đắt trong 18 tháng rồi. Trước đó, khi được chủ tọa gọi lên thẩm vấn đầu tiên, bị cáo Nguyễn Phương Hằng cho rằng bản thân cũng là nạn nhân. Đồng thời, bị cáo Nguyễn Phương Hằng cũng trình bày không thấy oan sai nhưng chưa nói rõ vì sao phạm tội. Bị cáo xác định thì tòa án cáo trạng đưa bị cáo ra xét xử với tội danh cáo trạng như vậy thì bị cáo thấy có gì oan sai không? Bị cáo không thấy oan sai, nhưng mà bị cáo chỉ thấy buồn là chưa nói rõ vì sao. Là theo như động cơ đúng không? Dạ. Động cơ để bị cáo làm này. Dạ, theo đúng như bị cáo thì bị cáo cay. Dạ. Bị cáo cũng mang cái tâm hồn rất là tích cực đến với nhân dân, cho nên bị cáo nghĩ chuyện live stream cũng rất là bình thường ạ. Còn nhân viên thì làm cho bị cáo cũng là bình thường, nên bị cáo nghĩ đơn giản như thôi ạ. Bị cáo chuẩn bị cái gì? Bị cáo phân công như thế nào? Bị cáo chẳng chuẩn bị phân công gì, bị cáo chỉ sử dụng những cái gì hàng ngày thì bị cáo cũng sử dụng như thế thôi. Cụ thể là cái gì? iPhone, điện thoại của bị cáo và cái TV màn hình để bị cáo livestream. Theo hồ sơ vụ án, từ khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bị cáo Nguyễn Phương Hằng tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự của 10 cá nhân. Ngoài bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vi Oanh và ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, 8 cá nhân khác bị xúc phạm gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh, bà Đặng Thị Hàn Ni, tức nhà báo luật sư Hàn Ni, bà Trần Thị Thủy Tiên, tức ca sĩ Thủy Tiên, cùng chồng là ông Lê Công Vinh. 4 người còn lại là ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Dầu và bà Trương Việt Hà. Các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân được xác định là đã liên tục thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị cáo Hằng.
Bên cạnh đó, bị cáo Hằng mời bị cáo Đặng Anh Quân là tiến sĩ luật, nguyên giảng viên luật trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào một số buổi livestream. Cơ quan tố tụng xác định bị cáo Đặng Anh Quân đã góp phần cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 9 năm 2023.